Hai, chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với chương trình chạy bộ 21 km trong 21 ngày, và đây là chương trình thử thách đặc biệt là với các anh chị mới chưa trải nghiệm về 21 km lần nào, thì đây mới là một cái cơ hội để anh chị thách thức bản thân mình để chinh phục 21 km. Dạ, và còn anh chị nào mà cũng đã chạy được 21 km rồi đó thì mình cũng có thể làm sao để mình chạy tốt hơn, là mình có công thức và làm sao để mình có thể chuyển giao cho người khác để họ cũng có thể là chạy bộ được như mình, đúng không ạ? Và đây là chương trình giúp cho các anh chị hiện thực hóa được mục tiêu của mình. Dạ, và hôm nay thì sẽ cùng với nhau chia sẻ về chủ đề, đó là về sức bền, sức bền trong vận động, và chúng ta hiểu ngắn về nhịp tim, và cũng sẽ chia sẻ với cả nhà mình về cái hiện thực mà ứng dụng sức bền trong chạy bộ và cân vừa mới hoàn thành một cự ly là 50 km. Dạ, thì cái này mình giá chạy cá nhân thôi và mình tự chạy thôi. À, bởi vì Tân có một cái mục tiêu, đó là năm nay Tân sẽ chinh phục cự ly là 100 km. Dạ, thì để mà trước khi mình chinh phục được một cái cự ly 100 km thì mình cũng phải thử sức là xem mình chạy nửa cự ly đó ổn không. Nó giống như là anh chị, giống như vậy nè anh chị, nếu để làm sao chúng ta có sự tự tin, chúng ta chạy được 42 km, làm sao để bạn tự tin chạy được 42 km, đúng không? Thì chúng ta phải tự tin chạy được 21 km. À, vậy làm sao chúng ta tự tin chạy được 21 km? Thì chúng ta phải tự tin chạy được 10 km. Và làm sao để chúng ta tự tin chạy được 10 km, đúng không? Thì chúng ta phải tự tin chạy được 5 km. Rồi, vậy làm sao để chúng ta có sự tự tin chạy được 5 km? Thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy chạy 2 hay 3 km. Và làm sao để chạy 2 3 km? Thì chúng ta hãy chạy 1 km đầu tiên. Và nếu như anh chị vẫn thấy là mình chưa chạy được 1 km đầu tiên á, thì hãy chạy 100 km, 200 km, tự tin chạy. À, nó xây dựng cái sự tự tin từ những bước nhỏ vậy đó anh chị. Và anh chị có thể thấy là các cái cự ly trong chạy bộ á, nó nâng lên này. Đầu tiên là 5 km, đúng không? Là một cái cự ly gần như là ngắn nhất trong các dây chạy, đúng không anh chị? Rồi nâng lên là 10 cây, là gấp đôi, đúng không? Lúc mà chạy được 10 cây rồi thì cái giới hạn tiếp theo chúng ta là 21 cây. 21 cây sau đó là marathon 42 km, đúng không? Thì đó, nó nâng lên dần vậy đó anh chị, vừa giúp cho chúng ta xây dựng sự tự tin từ những cái chiến thắng nhỏ đầu tiên. Nên chị có thể thấy là các cái giải chạy ấy, họ phát triển ra sao, bởi vì họ giúp cho chúng ta có những cái chiến thắng bản thân mình, vượt qua giới hạn bản thân mình. À, đôi khi một số anh chị thì chạy vì giải, nhưng mà chúng ta là những người chạy phong trào thôi. À, chúng ta phân rin và là gì, phân rin thôi nha, nhà mình chiến thắng chính mình, chúng ta về đích là chúng ta đã chiến thắng chính mình rồi đó. Thì để hiện thực hóa được cái mục tiêu 100 km á, thì phải chạy nửa đường trước là 50 km, nên là Tân cũng có ý là chạy 50 km. Thì thế là mình cũng vừa ứng dụng luôn cái sức bền mà Tân vừa mới chia sẻ anh chị á. Dạ, ứng dụng luôn, thì lát sẽ chia sẻ nhà mình về công thức sức bền, là mình thể nghiệm luôn sức bền trong vận động ở cả nhà ha. Dạ, rồi ở đây thì có một số anh chị có comment, là Tân sẽ đọc các comment của anh chị để chúng ta xem là mình đang nhận định thế nào về sức bền ha cả nhà. Dạ, và cũng rất biết ơn nhà mình đã dành thời gian để tham gia buổi hôm nay, buổi luyện tập cùng với nhau, để chúng ta huân tập những cái khái niệm cùng có lợi, và chúng ta cũng có gốc thông tin này, rồi chúng ta nhận năng lượng này. Thì từ đó cái điều vật chất đã thể hiện lộ là chúng ta sẽ về đích xinh tươi 21 km anh chị. À, nên rất biết ơn nhà mình đã dành thời gian, và anh chị có một số anh chị thì xem lại video ha, và anh chị xem lại video thì anh chị có thể theo dõi trong kênh của Tân luôn. À, sức bền theo chị Thanh là chạy được xa này, Phú Phát là chạy được đường dài này, chị theo là chạy thời gian dài ít mệt, chạy được liên tục không bị mệt, ok, vượt qua giới hạn bản thân. Dạ rồi, biết ơn nhà mình rất là nhiều. Thì hôm nay Tân sẽ cùng với anh chị đi làm rõ về cái sức bền trong vận động, và chúng ta hiểu chắc ngắn về nhịp tim thôi. Nhịp tim thì sẽ một cái buổi khác chia sẻ dài hơn, nhưng mà hôm nay sức bền trong vận động là nhịp tim và ứng dụng vào chạy bộ nữa nè, thông qua cái hiện thực là chạy 50 km được anh chị. Anh chị muốn nghe cái chuyện 50 km không? Dạ, về diễn biến này, trước trong và sau chạy như thế nào, chia sẻ với cả nhà luôn cách ứng dụng ha. Dạ, thì khoan, trước khi chia sẻ thì cần đây đây show lại một ít hình ảnh quá trình ha, để nhà mình cùng theo dõi đó. Dạ, nhà mình rồi.
Đây là một ít hình ảnh quá trình thực hiện ha. Thì đầu tiên là mình đặt mục tiêu này, là mình đồng hồ cứ tưng là bấm, ví dụ mình chọn cột mốc bao nhiêu là 50 km thì mình bấm đồng hồ hay, và sau đó mình thực hiện thôi. Là video đây là trên đường chạy Tân Chạy ở thành phố Phan Thiết anh chị. Lúc này khoảng tầm 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Thì Tân bắt đầu từ lúc 4 giờ, khoảng 4 giờ kém theo đồng hồ này, khoảng 4 giờ kém thì Tân hoàn thành được 21 km, half marathon ha, lúc khoảng tầm 6 giờ 6 giờ 47 phút. Và sau đó bắt đầu lặp lại một lần nữa 21 km anh chị. Đây đây là quá trình này, bắt đầu 30 km. Đây là rất là biết ơn bạn Tân có tiếp sức hai chai nước, vừa một chai nước suối, một chai nước điện giải, rất là cũng rất đúng lúc kịp thời anh chị ha. Bởi vì chạy á, khi mình cũng phải kiếm nước để uống anh chị, đặc biệt là điện giải á. Nên là may quá có bạn ở ngay trường đó, thế là tiếp sức luôn hai chai nước. Rồi. Đây là Tân hoàn thành 42 km này, lúc này là khoảng tầm là đây anh chị, khoảng tầm là 10 giờ 10 giờ là Tân hoàn thành 42 km, và sau đó mình còn 8 cây số nữa. Đây, và đây là lúc này thì Tân hoàn thành 50 km. Thì mình nghe không? Khoảng 23 giờ 13 là 11 giờ 13 buổi tối. À đây. Đây là mình check in lên trên Java. Đó là cái quá trình mà mình chinh phục 50 km và hết pin luôn. Vừa tân vừa check in xong thì vừa check in xong thì điện thoại cũng vừa còn 2%, 2% là hết pin luôn. Đó là cái quá trình mà thực hiện 50 km anh chị, nó cũng chia ra từng chặng như vậy. Thì chia sẻ nhà mình ứng dụng cái sức bền thế nào vào vận động ha. Thì trước khi đến với sức bền anh chị, thì có một cái khái niệm các nhà mình ở đây nhà mình cũng có nghe đúng không? Một số anh chị thì anh chị đâu đó anh chị cũng có làm về sức khỏe đúng không? Hay anh chị trước giờ là theo nhà mình này, sức khỏe là gì? Sức khỏe là gì? Khái niệm về sức khỏe. Hay là như thế nào là một người có sức khỏe? Lát sẽ chia sẻ. Bây giờ mình sẽ đi về cái khái niệm nguồn trước, rồi sau đó em sẽ chia sẻ ứng dụng về cái khái niệm nguồn về sức bền trong vận động ha. Và câu chuyện diễn biến đôi khi là về tâm lý nữa đúng không ạ? Đôi khi là không phải là thể chất không đâu, mà nó thuộc về tâm lý nữa. Thì theo nhà mình thì sức khỏe là gì? Theo nhà mình hiểu thì sức khỏe là gì? Rồi. Hay là như thế nào là một người có sức khỏe? Nhà mình cứ chia sẻ ha. Hay là anh chị nào có tiện thì bật mic giao lưu cũng được. Ví dụ chị Theo này, chị Theo là cũng có làm về sức khỏe đó không chị? Cái nhà chị Theo phối hợp chia sẻ cả nhà không biết là sức khỏe. Chị Theo có thể chia sẻ về 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 sức khỏe thì hay chị hiểu về sức khỏe là gì? Chị có thể bật mic cũng được nha chị Theo. Em có thể bật mic cũng được ha. Sức khỏe là gì ạ? Đó, mình mong muốn Tân hỏi nè anh chị, chúng ta đều mong muốn có sức khỏe đúng không cả nhà? Vậy theo anh chị sức khỏe là gì? Hay như thế nào là một người có sức khỏe? Đúng không? Chúng ta đều mong muốn có sức khỏe, nhưng sức khỏe là gì ạ? Nên là ở đây có chia sẻ anh chị đó, đó là về tam giác hiện thực á. Thì chúng ta có gì, có ba góc, đó là chúng ta có góc thông tin, có góc năng lượng và có góc vật chất. Một cái hiện thực được hiển lộ anh chị khi mà nó
hội tụ đủ cái ba góc này, và nó chắc chắn là nó hội tụ đủ cái ba góc này, thì chúng ta có cả thông tin, chúng ta có cả năng lượng và có vật chất, đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ nói về khái niệm về sức khỏe. Rồi tiếp theo cái sự hiểu của anh chị Hang thì cái này là từng khi nói về đó là sức khỏe theo khái niệm của tổ chức thế giới WHO nha anh chị. À, cái này là khái niệm của tổ chức y tế thế giới WHO ha, thì anh chị cũng có thể là lên Google anh chị search nó sẽ ra cái khái niệm này. À, chúng ta đi chuẩn khái niệm anh chị ha. Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần, và xã hội. Hay là mối quan hệ xã hội anh chị, đúng không? Anh chị nào anh chị search Google đi, anh chị search Google, anh chị đọc cái khái niệm đó cho cả nhà mình cũng được, anh chị lên search Google ha. Đó là khái niệm sức khỏe, thì sẽ ra là khái niệm sức khỏe của tổ chức y tế thế giới WHO đó gì ạ? Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ là tình trạng không Không bệnh, chỉ bao gồm đúng không? Không chỉ tình trạng không bệnh hay thương tật. đó, thì nhà mình rõ khái niệm chưa? Thì đó là gồm thể chất. Vậy chúng ta sẽ đi thể chất gồm gì ạ? Bây giờ chúng ta bóc tách ra này, sức khỏe thể chất thì chúng ta có 5 yếu tố đó gì ạ? Có sức mạnh, sức bền. À, anh chị cũng có thể ghi chép lại nha, để mình dẻo dai, để mình lưu lại ha, bởi vì khái niệm anh chị thì nó chúng ta cần phải chắc thăng bằng. Và tốc độ. À, nên nói về sức bền anh chị thì cũng là một phần nằm trong sức khỏe thuộc về thể chất thôi. Một người mà sức bền không cũng chưa đủ anh chị. À, hôm nay chúng ta biết là gồm gì, đó là gồm có sức mạnh nữa ha, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. Ừ, thì trong hình như là không biết là khóa này không biết chia sẻ chưa, đó là chúng ta sẽ không có nhận thức về 5 cái yếu tố này luôn. Sức mạnh là gì? À, sức mạnh chúng ta không phải là chúng ta nói về cơ bắp, mà chúng ta có một cái nhận thức là sức mạnh cội sức mạnh bắt nguồn từ khí, được chưa? Và trong chạy bộ chúng ta cũng ứng dụng khí vào đó anh chị, nên là chúng ta cũng có cả sức mạnh trong chạy bộ đó, nếu như anh chị biết ứng dụng khí. À, sức bền thì lát mình sẽ chia sẻ về sức bền với nhà mình ha. Dẻo dai là sao? Là ở đây là gì? Đó là chúng ta mở các khớp, nhưng mà các khớp chúng ta linh hoạt á, đúng không anh chị? Dẻo dai là đây chúng ta mở được các khớp, và các khớp chúng ta linh hoạt, đặc biệt là nó mở rộng cái biên độ nhất có thể anh chị. À, thăng bằng là chúng ta cân bằng cả hai bên. À, chúng ta cân bằng cả hai bên, đôi khi chúng ta đang thuận mới có một bên à, giống như chúng ta thuận tay trái thì cái tay thuận tay phải thì cái tay trái nó yếu, thuận tay chân trái phải thì đôi khi chân trái nó yếu. Nhưng mà thăng bằng là sao? Chúng ta cân bằng được cả hai bên anh chị. À, giữ được thăng bằng cả hai bên. Có thể chúng ta nhắm mắt á, nhắm mắt chúng ta đứng hoặc là nhắm mắt chúng ta đi mà chúng ta vẫn giữ được cái thăng bằng anh chị. À, tốc độ ví dụ ở đây phát tích tốc độ phải không? Vậy theo phát tốc độ ở đây là gì? Khi nào chúng ta có tốc độ? Theo là tốc độ là nói về sự nhanh nhẹn, người có tốc độ là người có nhanh nhẹn. Rồi, như ở đây cho gợi ý nhà mình một cái nhận thức này, tốc độ nó phụ thuộc vào đặt ý. À, chứ chúng ta chỉ cần đặt ý là chúng ta có tốc độ. Ví dụ như bình thường đi, à, như chúng ta bình thường chúng ta cũng đâu có nhanh nhẹn đâu, chúng ta cũng không có nhanh nhẹn hay gì hết. Nhưng mà ví dụ như có một cái gì ạ? Chờ một tí anh chị. Nhưng mà ví dụ như là có một cái đồ vật gì đó, à, nó sắp rơi, hay là chúng ta thấy là con mình đang gì ạ? Đôi khi là ví dụ như bé đang 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 gặp nguy hiểm, giống như bé đang chơi với gì đó, thì cái lúc này có phải là tự nhiên mình có tốc độ không? Hay là đơn giản này, bình thường chạy chậm lắm, nhưng tự nhiên bây giờ có một con chó nó sổng ra nó rượt. Theo lúc này nhà mình nghĩ là mình có tốc độ không? Hình Dạ như không, tự có. nhiên lúc đó mình đặt ý là xong mình phải chạy nhanh hơn con chó. Chứ bình thường đâu có tốc độ đâu. Nên là cái tốc độ ở đây anh chị nó thuộc về đặt ý ha. Thì lát sẽ phân tích về sức bền anh chị ha. Rồi, về tinh thần ở đây là gì ạ? Tinh thần ở đây chúng ta có gì? Tinh thần thì chúng ta có đó là
An vui đúng không, chúng ta đều mong muốn hướng tới là an vui đúng không, chúng ta có một tinh thần an vui bao dung. Và trân trọng biết ơn, anh chị thấy mà những người họ có cái lòng biết ơn á, có phải họ nhìn họ cũng rất an vui không, nhìn họ cũng rất nhẹ nhàng đúng không? Nên tinh thần cũng quan trọng lắm anh chị, tinh thần ha. Rồi xã hội thì đó gì ạ, xã hội là mối quan hệ chúng ta nâng cấp lên mối quan hệ quý mến, tin tưởng và thân thiết đó. Đây là chuẩn về cái khái niệm về sức khỏe anh chị ha. Nên một người có sức khỏe là một người có sức khỏe thể chất đúng không ạ, có cả năm yếu tố, đôi khi không phải là trọn vẹn năm yếu tố đâu anh chị, nhưng mà có một hai yếu tố ba yếu tố là rất là ngon đúng không, nếu mà ai mà trọn vẹn hết thì quá ngon, sức khỏe thể chất quá ngon. À có sức khỏe tinh thần nữa, bởi vì sao, nếu như thể chất chúng ta khỏe mà tinh thần không khỏe thì hay gọi là tâm bệnh đúng không, tâm bệnh nó lại nặng hơn là thân bệnh. Thì thân rất là khỏe, ăn uống đều tập thể dục hết, nhưng mà cái tinh thần không tốt á, tâm bệnh thì cũng không khỏe, nhằm nhận định được không. Và mối quan hệ xã hội dù là chúng ta có này nhưng mà chúng ta giống như là chúng ta cô độc có một mình mà, đúng không, thì hỏi làm sao mà khỏe được đúng không anh chị, thì chúng ta cũng cần đó là các mối quan hệ xã hội nữa. Thì đây là cái khái niệm chuẩn về sức khỏe anh chị, chứ không phải là tình trạng không bệnh nha. Hỏi một số nên hỏi một số anh chị mục tiêu sức khỏe là không bệnh, không bệnh đâu nằm ở đây đâu anh chị. Nên chúng ta phải rõ ràng. Rồi hôm nay nhà mình đã rõ ràng về nhận thức về sức khỏe cho cái nhà. Nhà được chưa cái nhà, nắm được này không, nhận thức về sức khỏe không? Ừ, nắm về sức khỏe ha. Dạ được không nhà, nếu mà được nhà mình comment được quá, hay là có nhà mình có câu hỏi nghi vấn gì ở đây không, thắc mắc gì không, nếu mà được nhà mình comment giúp Tân được quá ha. Dạ, để Tân biết là nhà mình nắm được ở đây. Dạ Thì chúng ta được. có nhận thức về sức khỏe, thì lúc mà có nhận thức á, nhà này anh chị, có nhận thức là có hiện thực, chúng ta nhận thức được về sức khỏe thì tự nhiên chúng ta khỏe liền đúng không. À, ví dụ như sức mạnh thì đâu cần phải cơ bắp mới mạnh đâu đúng không, có khí, còn sức mạnh bắt nguồn từ khí thì có khí là mạnh rồi. Rồi chúng ta sẽ đi về cái khái niệm sức bền ha, để hôm nay chúng ta sẽ nói về sức bền và cái ứng dụng về nhận thức sức bền như thế nào. Đây là thuộc về nhận thức nha anh chị, nó thuộc về nhận thức ha. Nhận thức thì sao, chỉ cần chúng ta nó giống như vậy, quả trứng gà. Anh chị hình dung về nhận thức ha, nhưng mà quả trứng gà, chúng ta có một quả trứng gà, thì nếu mà vậy, nếu mà tác động từ bên ngoài á, thì theo nhà mình thì lúc này quả trứng gà nó trở thành gì ạ? Nha cả nhà. Nát bể. Nó là trứng ốp la đúng không? À, tác động từ bên ngoài, nhưng nếu như tác động từ bên trong anh chị, đó là nhận thức. À, chúng ta nhận thức được thì nó giống như một con gà con, nó mổ cái vỏ nó chui ra thì đó là một sinh mệnh. Nên ở đây anh chị, nếu mà chúng ta nhận thức được á, thì nó giống một sinh mệnh, chúng ta sẽ kiến tạo nên một cái sức khỏe mới đúng không ạ? Chúng ta nhận thức về sức khỏe mà, thì chúng ta sẽ kiến tạo được cái sức khỏe mới. Nên đây nhận thức là từ bên trong anh chị, từ bên trong chúng ta nhận thức ra. À, và chúng ta nhận thức được thì nó là sinh mệnh, và có câu đó là có nhận thức là có hiện thực đúng không ạ. Giống như sức bền này, thì chúng ta chỉ cần nhận thức về sức bền thôi là chúng ta sẽ, đôi khi bây giờ Tân chia sẻ là xong anh chị thấy anh chị có sức bền luôn này. Rồi anh chị nào muốn là có sức bền luôn không? Thì chúng ta chỉ cần có nhận thức thôi được chưa ạ. Rồi thứ nhất nói về sức bền trong vận động, thì bài này Tân cũng có chia sẻ trên Facebook anh chị, thì anh chị có thể là lên anh chị xem ha. Tân có chia sẻ bài viết này trên Facebook, à, Facebook của Tân là Tân Caro á. Dạ anh chị có thể là anh chị lên xem bài viết ha. Thì chúng ta sức bền, chúng ta có ba cái yếu tố về sức bền. Yếu tố thứ nhất đó, đó là chúng ta tìm được khoảng nghỉ ha, khoảng nghỉ trong khi vận động. Thì cái lúc này chúng ta tìm được khoảng nghỉ anh chị, thì cái lúc này chúng ta đâu có vận động nhiều đâu, mà chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn vận động. À, khoảng nghỉ à. Thì lúc này chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn vận động, thì cái lúc này mới mới có sức bền được anh chị. Bởi vì nếu mà chúng ta vẫn nghĩ là à tôi đang làm á, tôi đang vận động gì đó thì nó mệt, nhưng anh chị tìm được khoảng nghỉ á, thì chúng ta nghỉ bằng vận động thì có phải là khỏe không, thì lúc này mới mới làm được nhiều.
Và để dễ nhất anh chị về chạy bộ á, một số anh chị mới thì có thể hơi 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 chưa có thể chưa tìm ra được cái khoảng nghỉ này, nhưng mà anh chị sẽ dễ tìm được khoảng nghỉ này nhất trong một cái chương trình đó là thử thách squat mà khoảng tuần sau anh chị sẽ được trải nghiệm. Anh chị muốn trải nghiệm không? Vừa trải nghiệm thứ nhất á, là anh chị tìm được khoảng nghỉ trong vận động. Cái trải nghiệm thứ hai là anh chị có thể chinh phục được 1.000 cái squat. Dù là trước nay anh chị chưa từng squat, anh chị vẫn có thể làm được 1.000 tới 3.000 cái. Có anh chị nào muốn điều đó không? 1.000 cái squat anh chị nào muốn anh chị comment muốn để Tân biết là anh chị muốn chinh phục cái thử thách này ha. Và thông qua đó anh chị sẽ hiểu được là cái khoảng nghỉ trong vận động, bởi vì lúc này mình nghỉ nhiều hơn mình làm thì squat 1.000 cái nó nhẹ nhàng lắm. Trước nay đôi khi mình không có biết điều này anh chị, là mình squat từng nói thiệt nha, từng làm 100 cái mà Tân không có nhận thức về điều này, hay là nó có một cái gọi là sức mạnh tụ chúng nữa, là làm 100 cái nó cực lắm đúng không? Một số anh chị đôi khi anh chị cũng làm anh chị để thấy được không, nhưng mà chúng ta có gì ạ, chúng ta sẽ được thể nghiệm đó là khoảng nghỉ trong vận động, và chúng ta có một cái từ khóa nữa đó là sức mạnh tụ chúng. Tụ chúng là tập hợp một cái nhóm người cùng giống như là cùng một cái đường năng lượng với nhau á, thì anh chị làm rất là dễ, thì anh chị sẽ được trải nghiệm trong cái chương trình squat đó được không? Nên là hẹn cả nhà mình tuần tới nha anh chị, chuẩn bị ha. Và trong cái quá anh chị sẽ tìm được khoảng nghỉ này, nó dễ hơn chạy bộ. Chạy bộ thì anh chị phải chạy một thời gian để cái chân guồng chân mình nó quen, thì lúc này anh chị mới bắt đầu anh chị tìm được khoảng nghỉ. Nhưng mà dễ nhất nè, để tân gợi ý anh chị đến chị dễ tìm khoảng nghỉ này trong vận động, đó là anh chị làm giúp tân một việc, đó là anh chị có một cái tinh thần an vui khi chạy. Thì nó không rõ ràng về khoảng nghỉ, nhưng mà anh chị an vui khi chạy thì chúng ta nhẹ nhàng lắm để chúng ta chạy. À, đơn giản mà chạy, vui vẻ mà chạy, tin tưởng mà chạy, nhẹ nhàng mà chạy, thường xuyên chạy và dụng tâm chạy. À, nó ứng dụng như 6 chữ vàng trong chạy bộ, trong hành động và chạy bộ rồi đó. Thì chúng ta đơn giản để chạy thôi, đúng không? Gấp gáp gì đâu, thì an vui chạy thôi. À, đó là gợi ý đi nhà mình, an vui chạy nha, không có đừng có cố gắng, đừng có nỗ lực gì hết á. Mà đối với các anh chị mới á, thì anh chị an vui thôi, anh chị nhẹ nhàng đến anh chị chạy thôi. Được chưa? Rồi mình nghe nhạc nè, rồi mình đuổi hai mắt bướm, rồi mình ngắm cảnh, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ không thấy là mình vận động đó, mà chúng ta giống đang hưởng thụ đó. Thì cái lúc này chúng ta rất là nhẹ nhàng. Được chưa? Giống đang hưởng thụ ha. Rồi. Thứ nhất là phản ý trong vận động ha anh chị. Thì lát sẽ Tân sẽ chia sẻ cái ứng dụng mà Tân ứng dụng vào để chạy 50 cây ha. Thứ hai đó là gì ạ? Thứ hai đó là hình ảnh đích đến. Cái này quan trọng lắm nha. Hình ảnh đích đến là chúng ta muốn chạy 21 km thì chúng ta phải như vậy, rõ hình ảnh đích đến của chúng ta là 21 km. À, chúng ta muốn chạy 10 km thì rõ hình ảnh đích đến là 10 km và định tâm vào đó. Giống như chúng ta định tâm với cái hình ảnh đích đến đó. À, anh chị định tâm ha. Tặng anh chị một câu nói cũng rất nổi tiếng trong trong tổ chức mà Tân đang theo học của anh chị, đó là định tâm ở vạch đích thì không còn rào cản nội tâm nữa. Nên ở đây chúng ta định tâm ở vạch đích, không bị sao nhãng, bởi vì định tâm rồi thì đâu sao nhãng đâu. Đôi khi chúng ta không chưa định tâm anh chị, chúng ta không chạy được bởi vì chúng ta chưa định tâm. Nên là đôi khi chúng ta đặt mục tiêu là 10 km nhưng mới chạy có 3 km à, 4 km, thấy mệt quá, rồi khi thôi đi bộ được không, thôi nghỉ được không, vậy 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 đó. Chúng ta không có định tâm thì chúng ta lúc này tâm chúng ta loạn, mà loạn thì chúng ta sẽ rất là nghĩ nhiều lý do để chúng ta có thể bỏ cuộc. Có anh chị, nên là chúng ta định tâm đích đến thì những cái rào cản nó không còn nữa. Nên là hình ảnh vạch đích nó quan trọng lắm anh chị. Và cái hình ảnh đích đến này nè anh chị, làm một cái bài tập thì Tân có chia sẻ từ cái khai giảng anh chị ha. Đó là chúng ta sưu tầm 3 đến 5 cái hình ảnh về đích đó. 3 đến 5 cái hình ảnh về đích mà anh chị thấy rất là thích. Anh chị có thể xem trên mạng một số elite chạy bộ, một số anh chị chạy bộ mà anh chị thấy thích hình ảnh đó thì anh chị cứ sưu tầm về. Được không ạ? Chúng ta có những hình mẫu vậy rất là tốt anh chị, để chúng ta theo. Tân cũng có những hình mẫu mà về chạy bộ mà. À, và Tân theo dõi họ. À, giống như Tân theo dõi họ, Tân theo dõi quá trình của họ rồi sự chuẩn bị ra đó thì mình mới dễ làm anh chị. Nên là có đây hình ảnh đích đến, đặt ra sưu tầm khoảng 3 đến 5 cái tấm hình về đích. Nên là trong chương trình 21 km á,
thì một bài tập nhỏ từ đầu khóa các anh chị đó là anh chị sưu tầm 3 tới 5 bức hình về đích à, và chúng ta để là giống như là chúng ta đang về đích vậy đó, hình ảnh chúng ta sẽ sao, anh chị hình dung ở đây không, có hình ảnh đích đến nè. Và có đích đến rồi thì sao, chúng ta định tâm vào đó à, định tâm ở vạch đích thì không còn rào cản nội tâm nữa, và thấy đích đến thì không cần phải vội, còn không thấy đích thì vội mà làm gì, đúng không? Nếu mà chúng ta đã thấy đích đến rồi thì chúng ta an vui để chúng ta chạy thôi, vội làm gì đâu. Bởi vì chúng ta biết là à, nếu như tôi chạy với tốc độ là 8 phút 1 km thì tôi chạy 10 km thì nó hết khoảng tầm 80 phút, là 1 tiếng 20 phút, thì trong 1 tiếng 20 phút đó thì nhẹ nhàng chạy thôi, an vui chạy thôi, đâu cần vội vàng gì đâu, đúng không? Bởi vì chúng ta đã tính toán được hết rồi, chúng ta liệu định được hết rồi à, nên là gì ạ? Thấy đích đến thì không cần phải vội, không thấy đích đến thì vội mà làm gì, nên cứ thong thả ha. Rồi thứ ba, thứ ba và yếu tố thứ ba này cũng là một yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta chạy bền, nên đặc biệt là hơn hơn khoảng tầm hơn 1 tiếng á, là chúng ta phải chuẩn bị này thì là kỹ rồi, đó là tính được bài toán năng lượng nha anh chị. À, tính được bài toán năng lượng à, thì chúng ta tính được à, tôi chạy à, nếu mà chuẩn nha, chuẩn của các vận động viên là họ sẽ tính là trong 1 tiếng á, họ cần phải bổ sung bao nhiêu à, giống như là bao nhiêu carb carbon hydrate á, hay là tinh bột á à, rồi gọi là phải bổ sung năng lượng, bổ sung bao nhiêu calo. Còn chúng ta cơ bản thôi, là một người mới thôi, thì chúng ta chỉ cần tính ở đây là à, trước khi chạy chúng ta bổ sung năng lượng như thế nào, trong khi chạy nếu cần anh chị thì chúng ta sẽ bổ sung năng lượng như thế nào, và sau khi chạy thì cũng phải bổ sung thêm, và trong khi chạy thì gợi ý anh chị nếu mà anh chị nào có điều kiện nha, thì anh chị có thể dùng các cái gói reo anh chị à, gói reo năng lượng á, thì cứ khoảng tầm 45 phút à, 45 phút thì chúng ta nạp một gói reo cộng với muối, và bài toán năng lượng này nó cả gồm cả nước nha anh chị, gồm cả nước gồm cả điện giải luôn, cái này là một phần rất là quan trọng cần phải chuẩn bị trước trong và sau khi chạy luôn, chứ không phải là chúng ta tới khi chạy chúng ta mới tính à. Và Tân cũng có bài học về bài toán năng lượng khi mà chạy 50 km nha. Rồi đó là chia sẻ về cái nhận thức về sức bền à, để anh chị à, biết được à, để chúng ta có thể có sức bền không. Bây giờ anh chị này nhìn như thế này thì anh chị tự tin là mình có sức bền không? Dạ, nhưng mình có thể tương tác ha, để Tân biết là anh chị cũng cũng đang có nắm về chỗ này với. Dạ, bây giờ mình thấy là mình có sức bền không? Thì mình chỉ cần thay đổi nhận thức thôi, thì mình có hiện thực ngay anh chị. Chứ không phải là một người cũng phải là luyện tập quá lâu quá nhiều thì họ mới có sức bền. Mà kể cả một người mới khi mà chúng ta có nhận thức anh chị, thì chúng ta cũng có thể có ngay sức bền anh chị. Và chúng ta có thể làm được ngay. Đó. Dạ, mình nhận thức được chỗ này không cả nhà? Anh chị nào thuận lợi thì mình bật cam ha, tương tác anh chị ha, còn không anh chị tương tác lên ô chat với tôi, nên biết là anh chị cũng đang có nắm được đến đây ạ. Vậy đủ hào hứng để nghe chia sẻ hiện thực của anh chị, nếu không ngưng nghe. Hào hứng thì mình mới chia sẻ, chứ năng lượng thấp quá tôi không chia sẻ đâu. Năng lượng cao cao thì nó mới chia sẻ ha. Bật à, anh chị nào thuận lợi thì bật cam anh chị à, tương tác vào chat để Tân biết là anh chị đã có đang theo dõi, anh chị hiểu được tới đây để biết anh chị có nhận thức đã, anh chị có nhận thức trước đã à, thì Tân sẽ chia sẻ cái ứng dụng của Tân, rồi anh chị cũng sẽ có ứng dụng của mình khi mà mình thực hiện á, đặc biệt là sắp tới chị chinh phục 21 km này không. Nắm được ở đây mà cái phần này anh chị có câu hỏi gì ở đây không, nếu mà chưa hiểu thì cứ hỏi cả nhà, chưa hiểu mình cứ hỏi để làm rõ thêm. Nếu mà nhận thức được điều này nè, thì anh chị thấy cái hình mình chạy được 21 km chưa? Tân chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mà nhận thức được điều này à, thì anh chị đã thấy hình mình chạy được 21 km chưa? Anh chị thấy chưa? Anh chị thấy chưa? Bởi vì mục tiêu chương trình chúng ta là hoàn thành trước mà đúng không? Chúng ta chạy được 21 km, thì anh chị đã thấy hình chạy được 21 km chưa? Anh chị thấy hình này chưa? Thấy hình của mình đó.
À. Chạy half marathon 21 km ha. Đó, thì khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 2 tuần nữa chứ mấy. Và anh chị nào tốt nghiệp sớm, anh chị nhận thức được điều này, anh chị cũng có thể chạy trong tuần này, trong tuần sau, chứ không nhất thiết là anh chị phải 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 đợi đâu. Anh chị có thể làm được ngay, bởi vì như vậy có câu nói là chạy 21 km là một năng lực bị che giấu mà một người bình thường có thể làm được ngay khi nhận được hiện thực. Và trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương, nhận được hiện thực là giống như ở Tân sẽ chia sẻ anh chị về hiện thực chạy 50 km vậy đó, mà anh chị nhận được á thì anh chị cũng có thể chạy được. Anh chị hình dung không? À, trạng thái nội tâm của mình đó. À, để đây này anh chị ăn vui ha, ăn vui khi chạy. À, nên đây là một cái công thức rất là hay anh chị nha, để anh chị ứng dụng sức bền. Rồi em muốn hỏi thì chạy bao nhiêu km đúng không, mình hỏi nó cụ thể hơn là chạy bao nhiêu km, nó tốn hết thời gian bao nhiêu được không, thì bắt đầu mình tính ra. Bốn hai à. Rồi thì có chia sẻ đó, cái bài toán năng lượng anh chị, nó không phải cái buổi mình chạy mình mới tính, mà mình đã tính trước đó cả tối thiểu là 2 tuần. Nếu như anh chị nào có mong muốn chạy 42 km đó, thì chúng ta cần 4 tháng để chúng ta chuẩn bị nha anh chị, 4 tháng ha, gọi là để mình đích sinh tươi với một cái thành tích tương đối đó. Còn nếu mà chúng ta chạy mà kiểu mà nếu mà ăn vui mà chạy mà thong thả mà 6 tiếng đó, thì cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Nhưng anh chị nào muốn thành tích tốt khoảng tầm là 4 giờ 30 hay hạn, thì chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn một tí, và nó cần chuẩn bị khoảng tầm là 4 tháng. À, và trước cái khi chạy thì chúng ta đã chuẩn bị trước đó 2 tháng về cái năng lượng này, là chuẩn bị trước đó 2 tháng, à, trước đó 2 tuần chứ, nạp năng lượng trước đó cả 2 tuần rồi. À, thì rồi thì Tân sẽ chia sẻ về ứng dụng sức bền này trong cái coi như trong cái việc mà Tân chạy bộ vừa mới hoàn thành 50 km hôm rồi ha, để cả nhà mình thấy là ứng dụng sức bền vào trong chạy bộ này như thế nào. Thì đó là về khoảng nghỉ trong vận động và ăn vui trong vận động anh chị. Thì chạy bộ á, thì chúng ta đã định sẵn đầu tiên là Tân định này trước anh chị, đó là hình ảnh đích đến. À, chúng ta rõ hình là 50, ví dụ như Tân đi, là Tân rõ hình về 50 km, thì thực ra trên đường chạy anh chị cũng có rất là nhiều cái về rào cản nội tâm đó. Nhìn vậy chứ anh chị nghĩ là khi chắc họ chạy ngon lắm vậy đó, nhưng mà thực ra là chúng ta luôn có một cái diễn biến nội tâm bên trong anh chị. Hình ảnh của chúng ta là 50 km, nhưng mà trên đường chạy anh chị nó nhiều cái diễn biến nội tâm lắm. Thì bên trong của Tân nó vẫn có những cái đối thoại là bỏ cuộc thì không bỏ cuộc, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy nó mệt. Có chị có mệt không, thì đương nhiên là có chứ. À, thì mình vẫn nói là đi bộ đi, đôi khi là cái đôi chân nha, không phải đôi chân đâu, thực ra là tâm trí mình nè, nói là đi bộ đi. Nhưng mà Tân có một cái nguyên tắc anh chị. À, Tân có 2 cái nguyên tắc, mà nguyên tắc này Tân cũng 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 học tập từ một cái đài văn hào nổi tiếng của người Nhật. À, ông viết một cuốn sách có tên là Tôi nói gì khi nói về chạy bộ anh chị. Đó là gì ạ? Nguyên tắc đầu tiên á, đó là đặt ra mục tiêu thì hoàn thành nó. Nên là đã đặt ra mục tiêu là 50 km thì tôi sẽ hoàn thành nó. Đã bấm giờ rồi thì mình sẽ kiên định để hoàn thành nó, là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai á, đó là đã chạy bộ thì không đi bộ. Đã chạy bộ rồi thì không đi bộ. Có thể dừng nghỉ nha, có thể dừng nghỉ uống nước, làm năng lượng này kia, nhưng mà đã chạy bộ thì Tân đặt ra một nguyên tắc là không đi bộ. Bởi vì sao? Lúc mà mình đi bộ á là xong cái chân mình lười lắm, lúc mà tầm mười mấy cây là lúc đó là cái suy nghĩ đi bộ là bắt đầu nó cũng xuất hiện lên anh chị. Bởi vì lúc đó chiều mọi người đi làm, mình chạy ngoài đường mà, mình chạy ngoài đường xe nhiều, bởi vì Tân chạy ở Phan Thiết mà Tân chạy một vòng Phan Thiết luôn. Thì cái lúc này thì xe cộ đồ cũng nhiều lắm. Nó rồi mình hơi tụt năng lượng này, cái bài toán năng lượng á, bởi vì lúc đó thì mình cũng không không một tiếng mấy nha, mình hơi tụt năng lượng thì nó sẽ cái tâm trí mình á, đương nhiên là nó sẽ hơi biểu tình đó anh chị. Rồi cũng có khát nước nữa, nên là nó vẫn có là nó nói mình giống như là đi bộ đi này cái gì đó thì cũng có, nhưng mà mình quản được cái hình ảnh đích đến của mình, và mình phải có nguyên tắc. À, anh chị có thể đề ra cái nguyên tắc của mình khi mà trong sức khỏe hay trong vận động gì đó, thì mình có nguyên tắc anh chị, thì lúc này chúng ta sẽ định tâm để chúng ta làm hơn. Thì Tân có 2 cái nguyên tắc gì đó, nên là
Tại sao cái bay của Tân nó phải giữ được như vậy, đó là mình có nguyên tắc là mình không đi bộ. Đã chạy bộ thì mình không đi bộ, có thể mình chạy chậm thôi nhưng mình cũng không đi bộ. Tuy là cái tốc độ mình được khi bằng ta đi bộ lúc mệt quá cũng bằng ta đi bộ thôi, nhưng mà nhất định mình cũng phải nhấc cái chân lên đến kiểu mình chạy, mình không đi bộ. Thì đó là mình hình ảnh mình quản định là đích đến, thì mười mấy cây là mình bắt đầu mình muốn muốn đi bộ đó, và nó liên tục đối thoại vậy đó anh chị, nó liên tục đối thoại trên đường chạy luôn á, chứ không phải là có tí xíu đâu. Tới được 21 km á, chúng ta có một cột mốc là 21 km, là lúc mà chạy được 21 km á thì nó ôi 21 km là coi như được gần nửa đường rồi đó, 50 km anh chị, mà bây giờ 21 á nó mới gần nửa đường chứ mấy. Nhưng mà cũng mình cũng ghi nhận đó là mình cũng đã hoàn thành 21 km. Thì bây giờ mình lặp lại cái này lần nữa đúng không, bắt đầu mình lặp lại nó lần nữa, một lần 21 km nữa, cộng thêm 8 km nữa là hoàn thành được được 50 đó anh chị. Thì lặp lại 21 km này lần nữa. Nên là cột mốc đầu tiên để đạt được á 50 km á, đó là hoàn thành 21 km trước. Hoàn thành 21 km á, hồi là bước tiếp theo đó là nó lại tới một cái khoảng một một cái cột mốc nữa, đó là cột mốc 32 km. Và trong chạy marathon anh chị, trong chạy marathon 42 km á,